tai nghe nha mấy chứ. Trời hôm nay mệt con người, giới thiệu cái gì em con biết giới thiệu cái gì. Chế nào muốn mua dài thì nói em, hôm nay dài có dài đâu nè, không có nhiều. Em đi chơi mấy ngày cho thoải mái trước khi trở lại. Được quá, đi chơi đi em cho nó vui. Nước hoa này thì em bán cũng 500 khoai hết nha mấy chứ ha. Nước hoa em cũng bán 500 khoai hết, chị em nào thích nước hoa thì nói em. Chị em nào thích nước hoa thì nói em bán 500 khoai hết luôn á. Trời ơi, bán cho mấy chế mua luôn, bán cho mấy chế mua luôn, em ngồi 5 khúc rồi. Đi chơi cho thoải mái em ơi, đi chơi cho thoải mái. Còn cái bình này là bán, cái bình này là công ty em nhập nha mấy chế ha. Bình này là bình dày lắm luôn. Cái bình này 2 lít. Mùa đông mấy chế giờ đường nước nóng là nó khỏi, không bao giờ có cái vụ hồn người luôn á. Nó vào vinh cực tốt luôn, hàng công ty á. Ở ngoài mấy chế không mua được cái bình này với cái giá 450 đâu, em nói thiệt luôn. Không mua được với giá 450 đâu, nó là bình đi nóc không mấy chế nè. Một cái bình như vậy em bán 450 nha mấy chế ha. Nó 2 lít, nó 2 lít. Mùa hè mấy chế đổ nước lạnh vô là giữ được cả ngày luôn á. Nó vào quên ghê, nó giữ lạnh, nó vào quên giữ lắm luôn á. Còn mùa đông này thì nóng thì mấy chế nóng nước nóng rồi đổ vô. Nóng nước nóng đổ vô. Tội nghiệp ông bà em. Đây, ở trong nó như thế này. Trời ơi, cái bình này là tao em nói thiệt cho mấy chế luôn á. Em bao luôn cho mấy chế. Ở ngoài mấy chế mua cái bình này cả ngàn á. Ở ngoài mấy chế mua cái bình này cả ngàn luôn á. Mấy chế mua cái bình này về nè. Sáng mai lên nói chuyện luôn hả? Có khi suy nghĩ lại đi, nó bằng y nắp nha mấy chế. 450 một bình, 450 một bình. 450 một bình ha. Chị em nào mua cái bình này thì nói em. 450 một bình, nó chỉ với cái giá 450 một bình. Cái bình này em bỏ mối với người ta bán ra cả ngàn mấy chế. Dạ em tầm 8-9 giờ nghỉ rồi đó chị. Dạ em tầm đó nghỉ rồi đó chị. Dạ. Đáng lẽ hôm nay em cũng không có like. Tại vì thứ bảy chủ nhật cũng ít người xem lắm chị Bình. Dạ. Tại người ta đi chơi. Chị lên thì lên chơi chị. Đây. Một cái bình như vậy ha, 450. Hôm nay em cũng mệt nè, chị thấy em ngồi không à. Hôm nay em mệt thiệt. Còn ai muốn mua ủi tóc thì nói em nha. Một chai ủi tóc 300, hai chai 500. Cái ủi tóc này là của Ý nha mấy chứ ha. Cái ủi tóc này của Italy. Cái ủi tóc này tốt lắm luôn á. Chế nào bị nhuộm tóc